Hello, xin chào quý vị. Cũng là trong buổi sáng ngày hôm nay, ngày 19 tháng 8, Học lại gửi đến cho quý vị một sản phẩm giá rẻ ở Toyota 2018, đi được 23.000 cây, đó là Vigo 1.2 AT, là số tự động nha quý vị. Giá siêu hài chỉ là 350 triệu đồng. Chúng ta sẽ có một sản phẩm màu trắng 5 chỗ, số tự động, đi chỉ mới 23.000 cây. Chính hãng thì bên Học lúc nào cũng cam kết là xe không đâm đụng, không ngập nước, xe không tua km nha quý vị. Đây là phần đầu xe. Và những cái sản phẩm để Học xin nhắc lại, chỉ có 350 triệu đồng quý vị có một cái sản phẩm logo Toyota này. Cụm đèn bi bờ Rosetta nha quý vị. Rất là đẹp. Rất là công nghệ luôn nha quý vị. Đây. Để Học quay chi tiết về phần ga lăng nha. Đó. Rồi cụm ba đà sóc phía trước. Vẫn còn mới nguyên, rất là đẹp nha quý vị. Đó thì chúng ta nhìn nè, đánh giá về các chi tiết về phần mặt sơn này. Thì quý vị nhìn thấy những cái đường dập nổi trên xe. Những đường dập nổi nó còn rất là rõ rệt, chứng tỏ là cái độ bóng của nước sơn nó còn rất là ok. Kể cả cái phần nắp capo nè quý vị. Quý vị nhìn thấy nha. Và mâm xe phía trước. Đấy là mâm phay hợp kim nhôm, cực kỳ đẹp. Mâm phay hợp kim nhôm là một cái những cái mẫu xe đắt tiền. Rồi phần hông thì cũng Học đã quan sát được cụm gương chiếu hậu có đèn báo rẻ nha quý vị. Đó, viền che mưa, phim cách nhiệt. Nó cánh cửa có ốp chống chày, ốp tay nắm cửa. Mọi thứ đã full về phần bên ngoài theo như Học đã đánh giá nha. Đó thì quý vị nhìn thấy nè, từ cửa trước, cửa sau, về sau, mọi thứ nó rất là liền mạch. Đó, các khe hở nó còn rất là liền mạch. Đó, để Học cho quý vị coi sùng chỉ của xe nha. Đấy, đây là sùng chỉ của cửa xe đây. Đó. Rồi phần ở bên trong cũng đã được chủ trước trang bị cho mình những cái ốp. Ốp này ốp nano nha quý vị. Đó, ốp có chữ Vigo luôn. Đó, cái ốp chống chày rất là đẹp. Và đây là một điều đặc biệt nữa, thì cũng về trong nội thất á, thì quý vị nhìn thấy nè, ở phần phía ghế ngồi á, thì cũng đã được chủ lên ghế da. Cực kỳ đẹp, cực kỳ sang trọng nha quý vị. Phiên bản xin chỉ là ghế nỉ thôi. Có những cái chi tiết để chủ trước dán chống chày cho quý vị luôn. Dán carbon nè. Và những cái phần chỉ nè, cửa sau. Cửa sau. Cái chỉ. Và bên Học lúc nào cũng cam kết sản phẩm là xe không đâm đụng, không tai nạn. Máy và hộp số vẫn còn nguyên zin, và đặc biệt là km và thể kích. Về phía đằng sau thì Vigo vẫn được trang bị cho mình những cụm đèn lái pha, cụm đèn lái LED nha quý vị. Đấy. Rất đẹp, rất đẹp. Và xe này bên Học cũng vẫn có hỗ trợ trả góp cho quý vị nha. Đây những cái ốp tay nắm cửa đây quý vị. Vẫn còn rất là sáng bóng. Và đây là phần mà chúng ta muốn ngồi lên nhất nha. Có hộp tựa tay đã được nâng cấp theo chủ trước nha quý vị. Đây, rất là đẹp. Trang bị hộp số tự động. Học cực kỳ thích đi hình số tự động. Đi hộp số tự động mình uyển chuyển được hơn, mình có thể lái xe mà thoải mái, mình có thể ngồi nói chuyện với người trong xe mà không có tập trung nhiều quá về thao tác vận hành nha quý vị. Đầu DVD. Quý vị nhìn nội thất xe ha. Túp lô. Các cửa gió vẫn còn mới nguyên, không có một tí vấn đề nào cả nha quý vị. Vâng, Học xin kết thúc video tại đây. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm và theo dõi. Nếu quý vị cảm thấy sản phẩm này phù hợp, hãy gọi cho Học với số điện thoại ở phần phía bên dưới màn hình. Và bên Học vẫn còn một sản phẩm siêu nước nghe quý vị.
đó là Fortuner 2018, đăng ký năm 2019, vẫn là xe nhập khẩu màu trắng ngọc trai, địa chỉ mới 15.000 cây, xe còn rất là đẹp và cũng đã trang bị cho mình full phụ kiện 100 triệu đồng đó. Thì để học báo giá trước cho quý vị luôn, sản phẩm đó là bên học chào bán với giá là 915 triệu đó. Thì quý vị cảm thấy sản phẩm phù hợp cũng gọi ngay cho học nha. Đó, thì học xin kết thúc video tại đây. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã dành thời gian quan tâm và theo dõi. Xin chào và xin hẹn gặp lại ạ.